Trong một căn phòng sạch sẽ nằm 25 mét dưới dãy núi ở miền đông tiểu bang Washington, một số các thiết bị đo có độ nhạy nhất hành tinh đang truyền tín hiệu đến hệ thống mạng thần kinh vừa được huấn luyện khả năng học sâu để đề phòng hoạt động hạt nhân khả dĩ. Dãy dụng cụ vốn là một phần của Phòng Thí nghiệm Quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương đo lường các phân giã phóng xạ. Các tín hiệu mà chúng ta tìm kiếm là các biến cố phân giã phóng xạ xảy ra trong khí, trong máy dò, và các tín hiệu đó, độ cao của tín hiệu cho chúng ta biết các thông tin về lượng năng lượng tích tụ trong khí và điều đó cho chúng ta biết một số thông tin về đồng vị chúng ta đang xem xét. Các thiết bị này nhạy cảm đến mức chúng có thể phát hiện các đồng vị từ các sự kiện do con người tạo ra cách nửa vòng trái đất, những sự kiện họ có thể muốn giữ bí mật. Được quan tâm đặc biệt là argon 37 có thể được tạo ra khi neutron tương tác với canxi trong đất. Cho nên một sự kiện nào đó giống như một vụ thử hạt nhân dưới lòng đất được dự kiến sẽ tạo ra rất nhiều argon 37, do đó chúng tôi quan tâm đến nó như một công cụ tiềm năng giúp kiểm chứng các hiệp ước và thỏa thuận hạt nhân nhưng những tín hiệu được gọi là xung động đó có thể bị lấn át bởi lượng nhiễu lớn trong thế giới náo nhiệt của chúng ta. Sử dụng khái niệm học sâu, một nhánh của trí tuệ nhân tạo, các nhà nghiên cứu đã dạy máy móc cách tự lọc các tín hiệu không liên quan và phát hiện các sung từ một đồng vị có thể nhận dạng được. Kết quả ban đầu được thực hiện nhanh và chính xác hơn cả những chuyên gia giàu kinh nghiệm có thể phân tích. Một khi khả năng phát hiện được trao dồi, các nhà khoa học hy vọng sẽ kiểm soát tốt hơn các sự kiện hạt nhân đặc biệt từ các quốc gia đã đồng ý giảm hoặc ngừng các chương trình hạt nhân